Tiền Qatar chưa kịp về, MU thua trắng trước ông lớn trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh vụ đổi chủ sẽ kéo dài đến mùa sau, MU hiện đang gặp khó khăn lớn trên thị trường chuyển nhượng, cụ thể là thương vụ Harry Kane. Theo tờ Times, dù tỷ phú người Qatar Sheikh Zaassim đã được xác nhận sẽ tiếp quản Man United thay nhà Glazer nhưng vụ đổi chủ này cần thêm thời gian để hoàn tất. Dự kiến sẽ là 2 đến 3 tháng, tức là đến đầu mùa sau. Do đó, Lúc này người Qatar chưa thể rót tiền vào cho MU hoạt động ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Tương tự là nhà Glazer khi họ chẳng dạy gì mà chi đậm khi sắp rời đi, dẫn tới việc quỷ đỏ gặp khó trên thương trường. Như đã đưa tin trước đó, MU chưa từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Harry Kane nhưng cũng không thể đàm phán với Tottenham. Cụ thể, câu lạc bộ Bắc London nhất quyết đòi 100 triệu bảng trong khi quỷ đỏ không thể chi đậm đến thế cho một cầu thủ sắp 30 tuổi. Trong bối cảnh đó, một ông lớn châu Âu đã vào cuộc và đạt bước tiến lớn trong việc chiêu mộ Harry Kane. Theo Bin, đó chính là Bayern Munich, câu lạc bộ tưởng chừng như đã rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của thủ quân tuyển Anh. Hùng xám được cho là đã nối lại đàm phán sau khi được tư vấn từ huấn luyện viên Thomas Tuchel. Họ thậm chí đã nói chuyện với gia đình của Can và có ấn tượng khi biết rằng anh sẵn sàng chuyển đến Bundesliga. Hơn nữa là Tottenham cũng ưu tiên bán cho đội bóng nước thay vì đối thủ trong nước là MU. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bayern còn tham vọng thâu tóm luôn cả mục tiêu thay thế của MU nếu hụt Can là Colo Cầu thủ này hiện đang thi đấu cho Frankfurt và cũng ưu tiên chuyển tới Munich để dễ thích nghi. Trước đó, Bayern Munich cũng đã vượt bật Man United để giành được chữ ký của trung vệ Kim Min Jae từ Napoli bất chấp việc Quỷ Đỏ được cho là ở thế một mình một ngựa. Nếu tiếp tục bị nhà đương kim vô địch Bundesliga đánh bật khỏi hai thương vụ tiền đạo trên thì đúng là thảm họa với MU trong kỳ chuyển nhượng hè này. Bên cạnh vụ Can, MU đang gặp khó trong việc đàm phán với Chelsea về trường hợp của Mason Mount. Trong khi đó, một số mục tiêu tiền đạo khác như Osimhen hay được cũng bị hết giá hơn 100 triệu bảng. Những dấu hiệu cho thấy huấn luyện viên Ten Hag sẽ phải rất vất vả để có được những tân binh như ý trong kỳ chuyển nhượng hè này.